Hot News Showbiz. Trương Nghệ Mưu tiết lộ lý do Trương Tử Di không đọ được với Củng Lợi. Thời thế đã gán cho Củng Lợi cái mác nữ diễn viên không thể vượt qua. Dù xét về địa vị, ảnh hưởng quốc tế hay hình tượng, Củng Lợi vẫn hơn Trương Tử Di một bậc. Nhìn toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ, về cơ bản không ai không biết đến Trương Nghệ Mưu. Những bộ phim do đạo diễn họ Trương dàn dựng và cả những nữ diễn viên tham gia phim của anh đều vô cùng nổi tiếng, trở thành những ngôi sao hạng A. Nói cách khác, Trương Nghệ Mưu là người thắng lớn. Những nữ diễn viên do anh bồi dưỡng đều cực kỳ thành công, trong làng giải trí có thể nói là hô mưa gọi gió. Nổi bật nhất là hai nữ diễn viên Củng Lợi và Trương Tử Di. Đây là hai trong số những nữ diễn viên được Trương Nghệ Mưu coi trọng nhất. Tuy nhiên, cùng là Mưu nữ lang, giai nhân của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi lại được đánh giá cao hơn Trương Tử Di, nguyên nhân do đâu? Mới đây, chính Trương Nghệ Mưu đã bất đắc dĩ tiết lộ. Với tư cách là đạo diễn, Trương Nghệ Mưu đã làm nên tên tuổi của Trương Tử Di và Củng Lợi. Ông hiểu rất rõ hai nữ diễn viên này. Ngay cả những thói quen, sở thích hàng ngày của họ cũng như một số yêu cầu nhỏ của cả hai khi làm việc trên phim trường, Trương Nghệ Mưu đều biết rất rõ. Theo Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi có khí thế hơn, dẻo dai và bền bỉ hơn. Với năng lực diễn xuất rất mạnh mẽ, Củng Lợi không mất nhiều thời gian khi hòa thân vào nhân vật. Nữ diễn viên có thể nhanh chóng nhập vai, khí thế của cô phát ra từ trong xương tủy, khiến tâm trạng nhân vật bùng nổ và diễn xuất vô cùng cuốn hút. Trương Tử Di chắc chắn là một diễn viên giỏi. Ở Trung Quốc, Tử Di là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất. Về cơ bản, Trương Tử Di đã đạt được địa vị cố vấn cho những nhân vật nổi tiếng khác. Những người này được Trương Tử Di dìu dắt, chỉ đạo cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bản thân Trương Tử Di cũng là nữ diễn viên hạng nhất. Nếu xét ở phương diện chương trình tập kỹ, có lẽ Trương Tử Di hoạt động tích cực hơn Củng Lợi, được nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng ai cũng biết, địa vị của Củng Lợi trong toàn ngành nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc không thể bị lung lay. Dù Trương Tử Di cực kỳ nổi tiếng trong những năm sau này, nhưng khi nói đến mưu nữ lang xuất chúng nhất, Củng Lợi lại là người mà mọi người nghĩ đến đầu tiên. Theo Trương Nghệ Mưu, đặc điểm lớn nhất của Củng Lợi là cô có thể thể hiện được nhiều dạng vai. Dù là vai chính hay vai phụ nhỏ, Củng Lợi đều có thể tỏa sáng bằng năng lực diễn xuất đỉnh cao của mình. Điều đó khiến mọi người không khỏi giật mình khâm phục. Cũng chính vì sự đa dạng của các vai diễn mà Củng Lợi được mọi người vô cùng yêu mến. Thực ra, Trương Tử Di cũng rất có thế mạnh về diễn xuất. Những vai diễn trong Thập Diện Mai Phục và Hồi Ức Của Mùa Gây Xa của Trương Tử Di đều cho thấy kỹ năng diễn xuất của Trương Tử Di là điều không thể nghi ngờ. Tuy vậy, cô vẫn chưa có một tác phẩm khiến mọi người kinh diễm như Củng Lợi. Trương Tử Di chỉ thiếu một nhân vật khiến cô bùng nổ diễn xuất. Nếu có một tác phẩm kinh điển để đời, Trương Tử Di cũng sẽ có địa vị sánh ngang Củng Lợi. Tuy vậy, hiện tại, Trương Tử Di vẫn thiếu đi một tác phẩm như vậy. Có lẽ vì cảm thấy mình đã thành công hơn rất nhiều người, nữ diễn viên cũng có chút thỏa mãn, dần rút lui khỏi các dự án diễn xuất. Ngược lại, từ khi Củng Lợi còn trẻ đã luôn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, danh hiệu nữ hoàng điện ảnh của Củng Lợi không phải là để nói chơi. Thêm vào đó, Củng Lợi làm việc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu liên tục trong nhiều năm. Nếu Trương Tử Di cũng hết lòng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như vậy, có lẽ địa vị và sự nổi tiếng của cô sẽ còn rực rỡ hơn bây giờ. Nói như vậy để thấy, việc Trương Tử Di vượt qua Củng Lợi cũng không phải là chuyện không thể. Tuy nhiên, thời thế đã gán cho Củng Lợi cái mác nữ diễn viên không thể vượt qua. Dù xét về thân phận, địa vị, lưu lượng quốc tế hay hình tượng cá nhân thì Củng Lợi cũng vẫn xứng đáng ở vị trí nữ hoàng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.